Chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn vào bếp để mình làm món gà hấp bí đỏ nha các bạn. Món này ăn rất là ngon, bổ dưỡng các bạn ơi. Nãy giờ cũng 40 phút nha các bạn, chắc cũng chín rồi đó. Giờ mình đem vô mình ăn các bạn. Mời các bạn ăn với mình luôn nha.